khu vực này rất nhiều chim các bạn ạ. Ui. Trời nắng chói quá. Mình đang đi ngược với lại mặt trời các bạn ạ. Mà khu vực này bình thường là nhiều chim cu lắm. Mà hôm nay sao không thấy đâu hết. Toàn những chim vớ vẩn không. Bị xoắn dây. Chỗ chúng dây điện luôn, xém nó chết rồi. Chặt dây điện tí là chúng nó rồi đó. Trời ơi. Cu. Ui. Chém nó rồi. Trời ơi.
Dạ, sao mà chim chưa có? Mười 6 giờ. Rồi rồi, cu 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 cu. Mùa này nhát quá các bạn ạ.